bóng trong những thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trận chung kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở đấu trường chuyên nghiệp. Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là Trung sẽ tập ngày Tây. Và như Trung đã hứa với mấy bạn ở trên Facebook cái hôm mà U23 Việt Nam đá đúng không, là Trung đã nói với mấy bạn là vô địch hay không vô địch gì, Trung cũng sẽ up cái giáo án Pick and Ribbit FST7 lên ha. Thì đây là một trong những cái ngày đó, thì bữa đó Trung tập Tây. Thành ra Trung sẽ quay ngày Tây trước, còn về thứ tự thì Trung sẽ up cho mấy bạn sau, ok. Thì đầu tiên mà chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái bài dumbbell alternate curl, là chúng ta sẽ cầm hai cục tạ đơn và chúng ta warm up trước ha. Thì cái bài này là lát nữa là chúng ta sẽ tập là từng tay, nhưng mà khi chúng ta khởi động thì chúng ta khởi động hai tay ha, cho nó nóng đều luôn. Thì Trung sẽ khởi động hai set, thì bài này là có 4 set như bạn thấy, nhưng mà Trung vẫn sẽ ghi là set warm up, Trung vẫn sẽ ghi là set 1, set 2. Thì nếu mà tính luôn hai set warm up thì chúng ta sẽ có 6 set, nhưng mà chỉ có 4 set chính thôi. Set này set thứ hai vẫn sẽ là set warm up. Thì mấy bạn nhớ là tuần đầu tiên của giáo án thì chúng ta thường là sẽ lựa ra cái mức tạ mà nó phù hợp. Thì trong cái giáo án này là chúng ta sẽ tập từ 5 đến 8 rep. Thì trong tuần đầu tiên nếu mấy bạn áp dụng thì mấy bạn sẽ phải lựa ra cái mức tạ phù hợp ha. Thì cái giáo án Big and Ribbit này á, là 4 tuần đầu là chúng ta sẽ tập bự và 4 tuần sau chúng ta sẽ tập 2 rep và chúng ta sẽ hơi siết lại một chút. Okay, thì Trung mới đang tập tới 4 tuần đầu tiên thôi, 4 tuần sau Trung vẫn chưa có biết. Thành ra là Trung sẽ quay từ từ và up lên YouTube cho các bạn xem. Ok, thì như các bạn đang thấy đó là set thứ 3, đó là set đầu tiên của cái bài tay. Chúng ta sẽ đi từng tay ha. Mấy bạn nhớ là đi là 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ha. Chứ không phải chúng ta đi là một bên này, hai bên kia. Nghĩa là hai tay cùng lên rồi, hai tay lên rồi mới tính là một rep ha. Đó, này là một rep nè. Hai nè. Rồi, hai, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tới 5, từ 5 đến 8 rep ha. Thì cái set đầu tiên chúng ta sẽ ráng đi nặng một chút. Chung nhầm một chút. Đó là set đầu tiên chúng ta sẽ đi nhẹ từ đạt được 8 rep. Và sau đó chúng ta sẽ đi gần về sau chúng ta sẽ đi nặng, chúng ta đạt được 5 rep ha. Thì đó là cái mục đích của 4 tuần đầu tiên, nó là cái nó hơi low rep, nên là nó hơi ít rep á. Rồi lúc đó chúng ta được tập được nặng hơn. Ok, thì về cái bài này thì để Trung xem có lưu ý gì không. Thì rất là đơn giản ha, nhưng mà lúc mấy bạn lên thì mấy bạn ráng giữ cái phần cùi chỏ của bạn lại, đừng cho nó đưa cao lên ha. Trung thấy nhiều người lúc mà cơ lên vậy xong mà đưa luôn cả cùi chỏ lên luôn, thì nó sẽ không có tác động vào cái bicep, đấy là cái tay trước của chúng ta. Nhớ là giữ cái elbow movement, đấy là cái chuyển động của cùi chỏ, chúng ta phải kiểm soát nó, chúng ta không được nhấc nó lên quá cao ha. Người mấy bạn có thể lúc lắc được, nhưng mà cùi chỏ mấy bạn thì không.
ha. Cũng là lúc lắc chúng ta sử dụng cái momentum này để chúng ta đưa lên, nhưng mà đừng có cheat nhiều quá. Ok, thì đây là cái người bạn của Trung học ở bên trường đại học Trung với Trung luôn. Thì hai thằng nhà gần nhau nên cũng biết bên Gym One là đang có khuyến mãi, thành ra là chạy qua tập thử. Nếu bạn thích thì bạn có thể chạy qua Gym One ha. Bài cable curl là chúng ta sẽ tập tay trước với lại cái thanh ngang thẳng và gắn vào trong cáp ha. Cũng 4 set 5 đến 8 rep thì mấy bạn nhớ chia số tạ ha. Cái thì set đầu chúng sẽ warm up nhẹ, tại vì là chuyển qua cái cable nó hơi khác một chút, nên chúng ta sẽ warm up một chút thôi, một set rất là nhanh. Sau đó chúng ta sẽ vô set chính. Ok, thì đây set và chúng này nói là set chung warm up. Thì ở bài này thì Trung rất là thích tập cái cây mà nó dài một chút, còn cái cây mà Trung đang tập ở cái phòng gym đó là nó hơi ngắn, nó hạn chế cái chuyển động của Trung, thành ra là Trung thích tập cái cây thẳng mà nó dài hơn ha. Cái cây này cũng ok, nhưng mà không sao. Thì bài này là mấy bạn lúc mà lên á, mấy bạn có thể là squeeze lại, chúng ta sẽ giữ lại ở trên đỉnh từ 1 giây đến 2 giây, sau đó chúng ta sẽ nhả từ xuống, đó là cái tempo. Đó, mấy bạn giữ lại và chúng ta nhả từ 4 giây, 3 giây đến 4 giây gì đó. Đó là, như chúng nói ở những cái vlog trước, đó là eccentric. Cái lúc mà chúng ta nhả cái giãn cơ ra á, khoảng từ 3 đến 4 giây ha. Đó là cái áp dụng, nếu như là cũng là cách áp dụng cho mấy bạn nào mà không có cảm nhận được cái phần cơ tay trước á, thì chúng nghĩ eccentric rất là tốt. Mấy bạn có thể áp dụng xem sao ha. Đối với show cũng vậy, nhưng mà để với ngày show chúng sẽ nói sau. Ok, thì đây là set cuối. Đó là set nặng á, chúng ta sẽ chơi chỉ có 5 rep thôi. Nhớ ha, cái 4 tuần đầu tiên là 4 tuần mà chúng ta tập nặng và để giúp cho cơ bắp chúng ta nó phát triển bự ra. Ok. Up. Come on. Up. Hey. Ok, sau đó là chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, vẫn là tay trước. Thì cái này là chúng ta sẽ tập hết tay trước rồi xong rồi chúng ta mới qua tay sau ha. Bản thân Trung thì Trung thích là vừa tay trước vừa tay sau, nhưng mà lúc đó cái là sẽ là một cái FST7 khác. Cái này là Trung tập đúng theo giáo án và Trung quay y chang lại để cho mấy bạn tham khảo ha. Thì bài này là bài Concentration Curl, là nó sẽ tập trung vào cái phần tay trước ha, rất là tốt. Mấy bạn tập 4 set 5 đến 8 rep. Thì bài này Trung muốn lưu ý với mấy bạn là mấy bạn để cái cùi chỏ của mấy bạn vào giữa của cái đùi trong, vào giữa cái mái đùi trong ha, và lúc là chúng ta sẽ gồng cái đùi lại một chút để giữ cái tay đã tay của chúng ta nó thẳng ra. Thì như vậy chúng ta sẽ cơ lên, nó sẽ ăn vào trụ trước nhiều hơn ha. Và mấy bạn thấy Trung lấy một cái tay Trung chống vào cái đầu gối bên kia đó, thì giúp cho cái thăng bằng của Trung nó tốt hơn. Mấy bạn có thể thử ha. Nếu mấy bạn buông cái tay đó ra thì mấy bạn sẽ dùng cái lực người, mấy bạn cuốn cái tay trước lên nhiều hơn. Ráng là lấy cái tay giữ cái đầu gối bên kia lại và giữ cho. Và chúng ta chỉ tập trung mind muscle connection, là chúng ta chỉ tập trung cái đầu óc của chúng ta vào trong cái trục trước thôi. Và chúng ta chỉ sử dụng mỗi trục trước trong mỗi bài tập này thôi. Và này là một dạng isolate cho tay trước ha. Tập từng tay rồi mà chúng ta còn isolate cả cái chuyển động của nó nữa. Cho nên là rất là ok ha. Nó siết vào tay trước, cũng rất là thích. Thì đây là set cũng là nặng, thì 22.5kg. Thì như set này Trung cuốn chỉ có 5 rep á, mỗi bên. Các bạn thấy Trung chống cái tay vào đầu gối bên kia để giữ thăng bằng lại. Các bạn cũng có thể thử ra, Trung thấy nhiều người cơ bài này nhưng mà buông cả tay kia ra, thành ra là dễ bị bắn cái người lên. Và lúc mà nặng chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta sẽ uốn cả cái người chúng ta lên để siết cái cục tạ ha. Thì như vậy nó không còn tác động tốt vào cái trục trước nữa. Ok, thì sau cái set này là sau cái bài này là chúng ta sẽ chuyển qua cái bài
7 set, đó là bài FST7 của cái tay trước ha. Lát nữa tay sau mình sẽ có FST7. Ok, thì đây là bài FST7. Chúng ta sẽ tập với bài lại bài Spider Girl, là chúng ta sẽ ép cái người lên trên cái ghế ngực trên và chúng ta sử dụng cái cây EZ bar để chúng ta tập ha. Bài này 7 set, giữa mỗi set mấy bạn nghỉ cho chung 30 giây. Ok. It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, thì rút kinh nghiệm từ cái việc mà bạn chung nó fail như vậy thì mấy bạn sẽ lóc hai cái tạ vô bằng hai cái khóa ha. Như vậy chúng ta sẽ tập nó an toàn hơn. Đỡ phải rớt tạ xuống dưới đất, lỡ ai đánh nó gần là dập chân ta luôn á. Ok, thì chung sẽ cứ sau 2 set là chung sẽ lên tạ một lần. Đây là set thứ 6 là chung lên rồi, là lần thứ 3 chung lên tạ và cũng như là lần cuối chung tăng cái mức tạ cho cái bài FST7. Thì có 2 set các bạn tăng giúp chung một lần ha. Thì đây là mỗi 10 bên á, mỗi bên 10 kg. Và nhớ là bài này chúng ta ráng là thả lỏng cái tay xuống rồi chúng ta cơ ha. Sau đó thì chúng ta chuyển qua bài tay sau, đó là bài Rope Tricep Pushdown 4 set đến 5 đến 8 rep ha. Thì cái bài này là hôm bữa đó là đằng sau lưng chung có ông người nước ngoài, ông có sử dụng một cái dây như vậy nữa, chứ không có chế mấy bạn xem được, là chúng ta sẽ tập 2 dây. Và bình thường là chúng ta sẽ tập 2 dây ha, cả dây đó với lại một dây nữa thì nó sẽ siết sâu vào cái tay sau hơn. Okay, thì đây là rất là quan trọng, chúng ta phải kiểm soát được cái cùi chỏ chúng ta. Em thấy mấy bạn nhiều khi lên á, nó mà nhất là cả cùi chỏ lên luôn, như vậy là nó không có tốt ha. Mấy bạn phải giữ cái elbow movement, là cái chuyển động của cùi chỏ nó chuẩn một chút ha. Đó, và nhớ là chúng ta phải nhìn thẳng ha, chúng ta đừng có nhìn qua một bên, như vậy nó sẽ sử dụng một lực nó không đều. Và cái lỗi đó chung cũng đang bị và chung đang cũng rất là chung đang sửa. Nếu như mấy bạn thấy chung cũng đang cố gắng rất là nhìn thẳng ha. Ok, và sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua bài straight bar extensions. Đây là một bài khác như vậy giáo án, tại vì trong giáo án nó có một cái máy, nhưng mà không sao, bài này cũng tương tự thôi. Mấy bạn sẽ gắn cái thanh thẳng và chúng ta sẽ kéo lên như vậy. Cái bài này chắc là cũng nhiều bạn đã tập qua rồi. Thì bài này là tại vì bữa đó chung hơi đau cùi chỏ nên chung phải chuyển qua tập với cáp ha. Bình thường chúng sẽ chuyển qua nằm cái ghế và chúng ta sử dụng cái cây EZ để tập cái bài Skull Crusher ha. Ok. Ok, lúc mà mấy bạn lấy lên mấy bạn cẩn thận một chút ha. Nó khúc này nó hơi vặn một chút nên thành ra là chung muốn lưu ý với mấy bạn ha. Và khi xuống chúng ta ráng xuống sâu và kiểm soát để cho nó giãn được cả cái tay sau ra. Ok, sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái bài FST7 cho cái ngày tay sau, đó là bài Reverse Grip Pushdown. Thì chung thích cái này là mấy bạn thấy nó giống cái máy xô đúng không? Thì đúng rồi, nó là cái máy xô. Mà tại vì chúng nói lúc nãy rồi chung thích cái cây dài hơn, thành ra chúng ta chuyển qua cái này. Tại vì khi các bạn cầm động tay như vậy á, nó sẽ ăn vào cái tay sau mà nó sâu hơn, nó cao hơn lên phần gần cái vai á. Okay, các bạn thử các bạn sẽ cảm nhận được. Đây là 7 set ha, chúng ta nghỉ 30 giây thôi. Đó là FST7 đó. Ok, thì các bạn lưu ý giúp chung là cái chuyển động cùi chỏ luôn, chúng ta cũng không được nhấc nó lên khi mà chúng ta đi lên ha. Và nhớ ráng siết xuống thì các bạn sẽ siết vào được cái càng cua của chúng ta rất là tốt. Thì ok, đó là các bạn thấy cái grip của chung cầm rất là cực kỳ rộng luôn. Và mấy bạn nhìn thẳng nha, đừng có nhìn ngang qua, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái tiền đình của chúng ta rất là nguy hiểm. Vậy nó chúng ta sẽ làm méo dùng một lượng cơ khác. Ok, thì cũng rất là lâu rồi chung không có quay bụng như mấy bạn, gần như là chung không quay. Bữa nay chung sẽ quay bụng với mấy bạn. Thì bài đầu tiên, tất cả các bài hôm nay đều là super set hết. Bài đầu tiên là chúng ta sẽ chơi bài Roman Chair Leg Raise. Chúng ta sẽ kết hợp với lại bài Cable Crunch 3 set 5 đến 8 rep ha. Nên mấy bạn đá lên, đá cao chân lên một chút. Và sau đó chúng ta sẽ qua bài Cable Crunch, chúng ta super set. Tại vì mỗi set chung quay có một lần thôi. Thì bài này khá khó cảm nhận nên mấy bạn sẽ giữ. Lúc mà bạn xuống, các bạn mới á, mấy bạn sẽ gồng bụng lại cho chung 3 giây, giữ bụng lại gồng lại 3 giây. Còn đây là chung quen rồi nên chung đi tương đối nhanh một chút ha. Giữ lại 3 giây và ráng gồng bụng, chúng ta sẽ thấy được cái bụng chúng ta căng, rất là căng. Ok, sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái cặp set thứ hai. Hôm nay chúng ta cần có 4 cặp set tất cả. Và chung nói khá nhanh trong cái phần tập bộ này vì mỗi cái chỉ có một set thôi, chung quay có một set thôi. Đó là bài Reverse Crunch cộng với bài Decline Sit Up ha, 3 set 8-10. Thì cái bài này là khi mà mấy bạn để chân vuông góc giúp chung ha, cẳng chân và đùi giữ vuông góc. Sau đó mấy bạn hất mạnh lên thì nó sẽ ăn vào cái bụng dưới chúng ta nhiều hơn. Nếu mấy bạn không hất cái hông lên như vậy á thì nó sẽ không tác động vào bụng dưới ha, nó sẽ chỉ tác động vào cái love handle thôi.
Ok, sau đó tôi sẽ superset với lại bài Decline Sit Up. Bài này cũng khá là khó ha. Mấy bạn giữ ngồi xong rồi mấy bạn chỉ gặp cái phần bụng chúng ta thôi. Chúng ta sẽ không dùng lưng và cái bảng upper back của chúng ta up lên là gập lên ha. Chúng ta sẽ dùng cái phần bụng chúng ta gập lên thôi. Ok, ráng ngửa ra và chúng ta sẽ sử dụng cái phần bụng. Chúng ta tập hoàn toàn tập trung vào cái phần bụng thôi. Đó. Rồi sau đó sẽ là cặp set tiếp theo, đó là bài Medicine Ball Twist với lại bài Side Plank. Là mấy bạn sẽ là lắc qua mỗi bên là 1 1 2 2 3 3, đúng không? Và cho đến 10 rep ha. Mỗi bên là một rep á. Mấy bạn có thể tập trung với lại bạn của mình để có người đếm cho vui ha. Và mấy bạn nếu không có cái trái banh thì mấy bạn có thể sử dụng cục tạ đơn cũng được, cục dumbbell á, không sao hết. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài Side Plank. Chúng ta sẽ plank mỗi bên là 30 giây ha. Mấy bạn nhớ lấy cái điện thoại, mấy bạn bấm giúp chung. Nó là 30 giây mỗi bên thôi. Nếu mấy bạn muốn tăng độ khó của cái bài này thì mấy bạn sẽ giơ cái cánh tay lên, dựng ngang lên luôn ha. Và nhớ bài này nó đừng có sập hông xuống ha, mấy bạn phải giữ cái hông chúng ta cao lên một chút thì như vậy nó mới ăn vào cái oblique là cái cơ ly sườn của chúng ta ha. Khá là tốt. Và mỗi bên là 30 giây. Set cuối cùng, super set cuối cùng đó là bài AB Roller, Rollout với lại bài Decline Leg Raise. Rồi 3 set 8-10 ha. Cái bài này cũng khá là khó cho người mới ha, nhưng mà nó cũng rất là tốt cho cái phần kho bụng của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta cái kho bụng của chúng ta rất là chắc luôn ha. Thì mấy bạn không nếu như phòng nào các bạn có cái bánh lăn thì mấy bạn sử dụng cái đó. Còn ở phòng này không có, thành ra là chúng sẽ sử dụng cái cây barbell. Và mấy bạn cũng có thể áp dụng cho cái phòng của mấy bạn cũng được, nếu, tại vì ít các phòng nào có cái AB Roller đó. Thành ra là chúng ta sẽ sử dụng cái barbell này và gắn hai cục tạ nhỏ thôi. Hạn chế nặng quá chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta đẩy lên chứ không dùng bụng ha. Và sau đó sẽ là bài leg raise. Thì như lúc nãy chúng nói thì chúng ta đá leg raise này thì nó mới ăn vào cái phần chữ V cut á, là ở phần bụng dưới chúng ta á. Còn cái kia là nó hất lên, nó ăn vào cái muối bụng dưới. Và chúng ta sẽ ăn vào cái chữ V nhiều hơn ha. Thì đó là cái kết thúc cái ngày tập hôm nay của chúng. Hy vọng các bạn thích ha. Peace.